Ngày 6 tháng 6, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ người phụ nữ tên BNL, sinh năm 1966, ngụ quận Tân Bình, để điều tra về hành vi giết người. Theo lời khai của người phụ nữ này, chiều ngày 5 tháng 6, bà cùng nhiều người ăn uống ở căn nhà trong con hẻm đường Bùi Thế Mỹ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, nạn nhân sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình, đi bộ vào con hẻm trên để tiểu tiện. Bà L thấy vậy nên nhắc nhở thì hai bên lớn tiếng cự cãi nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, nam thanh niên rời khỏi con hẻm nói chuyện với một người bạn rồi trở lại, dùng ly chén tấn công bà L. Lúc này, bà L lấy dao gọt trái cây đâm nam thanh niên tử vong.